Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2018, Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa triệu tập bà Trần Thị Thu, 52 tuổi, ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để làm rõ hành vi mạo danh công an và có dấu hiệu lừa đảo. Theo đó, ngày 21 tháng 11 năm 2017, bà Thu dùng điện thoại để tham gia chương trình đi tìm một nửa yêu thương trên sóng phát thanh của đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long và tự giới thiệu tên là Đường Tú My, 27 tuổi, biệt danh là Bồ Câu. Trong quá trình tương tác với chương trình, bà Thu còn mạo nhận mình là cán bộ công an tỉnh Bến Tre, có cha là bí thư đảng ủy xã Sơn Định. Sau chương trình, có rất nhiều người gọi điện nhắn tin làm quen với bà Thu. Trong đó có một người đàn ông ở Cần Thơ thường xuyên nhắn tin và gửi vào tài khoản của bà 2 triệu đồng. Qua làm việc với cơ quan công an, bà Thu khai nhận việc cố ý mạo danh công an chỉ để lấy le, tạo lòng tin để dễ dàng kết bạn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận thấy việc làm của bà Thu có dấu hiệu lừa đảo. Trước mắt, công an huyện Chợ Lách thông báo để ai là nạn nhân của bà Thu thì liên hệ nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.